Chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Thì hôm qua Nhân có đến cái hố bơm quý vị. Xin cho quý vị cái lọc cái tài con 38. Ở trên núi thuốc thì con 15 quý vị. Thì vong linh ông bà chiến sĩ ở đây cũng linh thiêng ban cho mình được cái lọc cái tài là con 38 ha. Thì tôi có kêu quý vị tham khảo ở trong ngày. Thì trong ngày thì có 3 miền đúng không quý vị? Thì miền Nam mình cũng ăn được con 38, và miền Trung thì thôi con 38 thì ngạt luôn. Trời ơi, ăn ngay cái đuôi luôn quý vị. Đó, ai đảo lại 83 lụm luôn. Đó, rồi thì ông bà cũng linh thiêng cho về miền Bắc con 15 quý vị. Trên điếu thuốc tôi nhìn thấy ha. Đó, thì thôi tài lộc về tâm linh thì tôi làm bằng cái tâm ha. Với cái mong muốn là tất cả quý vị xem kênh của tôi ai cũng có lộc có tài. Nhưng ha, nhiều khi tài lộc không như mình mong muốn, cũng một số anh chị không được lộc đó, không có lộc thì cũng hoan hỷ cho tôi ha. Thì tôi cũng mới vừa ở cái bên cái dông nhi 5 tuổi chết nước linh thiêng ở giữa đồng á, chạy qua đây. Trời ơi, quý vị biết một đêm vậy tôi đi cho tới 2-3 giờ sáng mới về, không có gì, bữa nào cũng vậy chân. Rồi hiện tại thì bây giờ trời vào mùa đông quý vị đó. Thì mùa đông thì quý vị biết rồi, rất là lạnh đó. Bởi vì nhiều khi đi quý vị, rồi cái bệnh của tôi á, nó bị cảm lạnh á, rồi nó cứ ho hoài quý vị không hết. Thì cũng cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả quý vị cũng như trong nước ngoài nước ha, đã có những anh chị cô bác cũng có gửi lời thăm sức khỏe. Thì Nhân đây Nhân xin cảm ơn. Thì tối nay quay trở lễ vong linh ông bà chiến sĩ tại cái hố bơm này, cầu xin ban phước ban lộc ban tài lại cho tất cả quý vị xem kênh của Nhân, ai cũng được vui vẻ, ai cũng có lộc có tài, được không quý vị? Thì cả nhà thương mến Nhân, đừng quên xem video, hãy cho Nhân một like và đăng ký kênh để cập nhật những video Nhân đăng lên hàng ngày trên các kênh của Nhân. Thì Nhân có tất cả là 4 kênh ha. Đó. Đây quý vị, cái ổi buồn miệng quá, lên hái trái ổi ăn cho bớt nói lại, để em thôi bị mấy bà thím bà chửi hoài thiệt khổ. Đó, này tôi đi chừng vài chuyến nữa chắc cái ổi này nó chửi lưỡi luôn quá. Hái không còn cái gì luôn. Hả? Nói gì chứ, mỗi lần vô đây hái trái ổi ăn mới có lộc quá gì, ngộ ha. Đó. Rồi, bữa nay tôi ăn thêm trái ổi ha. Cũng cầu xin vong linh chiến sĩ tối đêm nay ban cho cái lộc cái tài lại ha. Để tất cả quý vị tham khảo vào ngày mai. Hả? Thì ngày mai ha, miền Nam của mình thì có 3 đài, phải không? Và miền Trung, tối thì có miền Bắc. Thì ông bà cô bác chiến sĩ ở đây linh thiêng quý vị. Hôm nay thì nói chung tài lộc thì cũng về, phải không? 3 miền đều có. Nam Trung Bắc đều có lộc hết. Đó. Thì thôi, Nhân xin ha, mời cả nhà ha, ăn với Nhân trái ổi này ha, cho đỡ đói quý vị ơi. Trời ơi, chưa có ăn cơm nữa. Bữa nay gắng ngồi cặp hết trái ổi là mới xin nha. Hoặc cặp không hết là không xin. Mặc dù là gắt là cá, quà nó gắt là cứng, nhưng mà cũng cố gắng ăn quý vị. Trời ơi, nó chắc ngầm vậy. Trời ơi. Thôi, nó nói gì chứ, ăn nửa trái thôi. Còn nửa trái gửi lại đi, mời lại trả lại ăn tiếp. Được không quý vị? Thì đến với kênh của Nhân thì chỉ có vui quý vị ơi. Trời ơi, con này giữa đồng nữa quý vị thấy không? À, quý vị thấy đó là ông mặt trăng, thấy không? Giờ này có trăng rồi đó, thấy không? Xung quanh thì tối thui, không thấy gì hết. Đó. Giữa đồng mà. Rồi, thì Nhân chân thành cảm ơn tất cả quý vị nè ha. Thương mến Nhân trong suốt những tháng ngày vừa qua. Ai chưa like thì mỗi người cho Nhân một like. Đây, quý vị biết cái cây này cây gì không quý vị? Cái cây này ở dưới quê là người ta kêu bằng cái cây cù lằn á, để mà mình chấm ăn cá kho quý vị. Trời ơi, rửa lại ăn ngon lắm. Đó, cù lằn nha. Đó. Rồi. Không biết cây cù lằn là cây gì luôn, tôi cũng biết nữa. Tôi không biết phải không nữa. Trời ơi, nói bậy người ta cười chết, thiệt khổ quá. Thôi, linh ta linh tinh linh thiêng gì, soạn đồ ra đi. Rồi trả lễ ha. Yeah, tất cả quý vị hãy tham khảo số mà ha. Thì tôi làm bằng cái tâm cũng không biết được. Thì nhiều khi ông bà chiến sĩ người ta linh thiêng cho cái lòng thành kính của tôi quý vị, ban cho cái lộc cái tài thì tôi không có chơi cái gì hết ha. Để cho quý vị tham khảo mua những cái tờ vé số, lâu lâu tôi cũng mua 1 tấm 2 tấm gì cầu may quý vị.
Biết đâu đây tới Tết chúng đặc biệt cái, trời ơi, ăn Tết quy hoàng luôn quý vị. Hoàng ha. Được không quý vị? Rồi, soạn đồ ra quý vị ơi. Chỉ để không làm mất thời gian của tất cả quý vị ha. Tôi cũng đã soạn đồ ra quý vị. Hôm nay đi phiêu quá, mệt quá quý vị ơi. Rồi, thì tối nay ha, cầu xin hương linh ông bà chiến sĩ tại hố bơm này ban phước ban lộc ban tài cho tất cả quý vị, ai cũng được vui nha. Quý vị có ai để ý mỗi lần đến hố bơm này là đều có lộc hết quý vị, ba miền đều có hết ha. Đó, dòng sông bao la, cánh đồng bao la, vô đây mặc sức la. Đâu quý vị, đây mặc sức la ha. Ở đây có ai đâu à. Ngày mai mà cái dòng 5 tuổi đó quý vị, thì tôi cũng mới vừa xin cái lọc cái tài đó bên kênh Tâm Linh TV. Ai chưa xem thì qua đó xem ha. Ngày mai có vô đó trả lễ. Nói chung thì tôi làm nghề thì ma quỷ tôi không có sợ quý vị. Quý vị biết tôi sợ cái gì không? Ma quỷ không bao giờ sợ, sợ nhất là quỷ sống quý vị. Quỷ sống rồi là ghê lắm nha. Đó, chứ ma quỷ đồ nói chung thì tôi không có sợ. Đó, mấy con dắt đồ nó cắn hút máu rồi tôi cũng không sợ. Mà tôi sợ nhất những thành phần quỷ sống vô nó phá cái kênh tôi quý vị. Nó vô nó phá tôi. Sợ mấy người đó thôi. Đó, để được chỉnh máy đây nha. Rồi, thì bây giờ tôi xin phép khắng đại khái lại ha. Nam mô đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh. Chứ gì, vong linh của bác ông bà chiến sĩ chặn vong nơi đây và trẻ lớn bé trai gái, chức quan chức ức tức tử, siêu chân lập bước về đây. Nay thiện nam tính chủ con, đường xá xa xôi, quay trở lại đây để cúng dâng trả lễ. Thì hôm qua con có đến đây, con cầu xin được cái lộc cái tài, con đã được như ước nguyện. Nay đến đây để mà trả lễ. Thì lễ vật dâng lên gồm trái cây tươi, bánh kẹo, giấy tiền, có chi, con mời các ngài nhận dùm con. Cầu xin hương linh ông bà của bác linh thiêng, gia hộ độ trì, ban phước ban lộc, ban tài chạy dùm con. Cái hộp gà như vậy số từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở dưới cái bàn cơ này có cái lộc cái tài nào, con số nào, đúng ngày, đúng tháng, đúng năm. Thì con xin quay trở đây để mà trả lễ. Cầu xin các ngài linh thiêng, gia hộ độ trì, ban phước ban lộc ban tài cho cái lòng thành kính của con. Năm nén hương đã thắp, đèn đã sáng, vụ đã có, kính thỉnh hương linh ông bà của bác ở đây về nhận dùm con những lễ vật mang đến. Rồi, thì tôi làm xong cái lễ rồi, đèn lát hả quý vị. Mệt quá quý vị ơi. Thức khuya quý vị. Rồi tôi ngủ không được nhiêu tiếng chứ. Rồi cái đầu nó bị nhức quý vị. Rồi nó nhức giống như ai lấy búa đập vô vậy. Trời ơi. Nhang đã thắp, đèn đã sáng, dụ đã gót, thuốc đã đốt. Cuối sinh hương linh ông bà chiến sĩ trận vong nơi đây, ban phước ban lộc ban tài lại cho con. Con số nào thì cho con chạy cái hộp gà ha. À, những cái dãy số đó. Rồi, mình để cho ông bà người ta nhận hương khói quý vị. Rồi, mình xin lại cái lộc cái tài vào ngày mai nha. Để cho tất cả quý vị tham khảo ngày mai của mình. Ai cũng được có lộc có tài nha. Rồi, nó mệt.
Thì cái hố bom này rất là linh thiêng quý vị. Mỗi lần lại là đều có lọc hết nha. Không biết ngày mai sao thì cũng cầu xin ngày mai ha, ba miền Nam Trung Bắc đều gặp gỡ, có số để dò ha quý vị. Trời ơi. Thì con 15 hôm qua trên YouTube quý vị thấy không? Gõ chăng luôn quý vị. Thì ông bà ta cũng cho về miền Bắc, thấy không? Trời ơi, mình lên mình cầu may quý vị ha. À, có cái lọc cái tài lọc lớn thì mình lấy, còn lọc nhỏ thì thôi, có cái lọc nhỏ có được cái đồng ngăn, thấy không? Ra vô lo gia đình là quý rồi quý vị ơi. Nhiều người người ta chơi quý vị biết, cả chục con không có, không có con chiều, không có con gì dò luôn quý vị. Trời ơi, tôi nói thiệt, nhiều người người ta điện tôi nè, anh Nhân ơi, em tham khảo cả chục con nghe, chiều không có con gì luôn, ghê thiệt. Đó, thì tài lọc nhỏ nhỏ thấy không, mỗi miền được một con thì thôi, cũng mình cũng vui ha quý vị, thấy không? Có đỡ hơn không quý vị ơi. Trời ơi, ơi mệt rồi. Thì tôi cũng xin phép ha, chạy học gà. À, quý vị hãy tập trung ha. Mình cùng nhau kháng lại ngày mai ha. Xin cái lọc cái tài lớn nha. Đất đây cô bác ông bà già trẻ lớn bé trai gái ngủ tại đất này, linh thiêng xuôi chăng lại bước về đây, ban phước ban lộc ban tài cho thiện nam. À, tính chủ con quay trở đây cầu xin ban phước ban lộc ban tài cho con lệ con số. Con chạy cái học gà những gì số từ 0 nè. 1 2 3 Trời ơi. 4 Số 5 Số 6 Số 7 Số 8 Số 9 Rồi, thì sau một vòng ông bà chiến sĩ ở đây linh thiêng, cái trứng vẫn chưa có đứng quý vị. Rồi, Nhân chạy lại vòng thứ hai ha. Ông bà của bác linh thiêng chạy dùm con ha, cái vòng thứ hai chạy lại ra số 0. Có cái lọc nhỏ, con xin lọc nhỏ, lọc lớn, con xin lọc lớn, con chạy lại con số 0. Rồi, số 0 đứng nha quý vị. Đó. Rồi, kẹo gì đen lưng mình. Rồi, thì các ngày linh thiêng cho con chạy được số 0 rồi, con lấy con số 0 lên nha. Con chạy tiếp nè, số 1. Số 2 Số 3 Số 4 Số 5 Số 6 Số 7 Thì cái trứng đứng thì tôi có cảm giác nha quý vị. Trứng nào không đứng là mình dựng tới sáng luôn vẫn chưa đứng nè. À, số 7 nè. Số 8 Số 8 nè. Số 8 Chạy lên số 8 Số 8 đứng tròn đứng số 8 nè. Thấy không quý vị? Tôi có cảm giác số 8 đứng. Số 8 đứng nha quý vị. Rồi số 8 đứng kìa. Nghiêng bên luôn quý vị. Rồi, thì bây giờ số 8 đứng rồi ha. Ông bà cô bác cho được hai con rồi ha. Các ngày linh thiêng đó. À, có con ba con ba càng cho con xin thêm cái lọc cái tài. À, còn lấy cái trứng lên, con chạy tiếp luôn. Số 9
thứ 9. Rồi. À, mình có được cái lọc cái tài nhỏ quý vị. À, là còn 0.8 rồi. Đó. Thì bây giờ ha. Hôm qua xin thuốc rồi quý vị. Thì bữa nay tôi xin lại, tôi lắc lại cây sâm ha. Xin lại thêm cây sâm. Rồi, bữa nay xin sâm ha. Hôm qua thuốc thì mình cũng ăn được con 15 về miền Bắc. Thì hôm nay tôi xin phép thỉnh năm nén hương xuống. Xin cô bác ông bà chiến sĩ ở đây cho con ha. Xin cái lọc cái tài ở trên cái thảy sâm. Đây, rồi, tất cả quý vị cùng nhau cắn với tôi ha. Lấy lọc tài trên thảy sâm ha. Đất cây nhân trạch thằng Hoàng bụng cảnh. Chứ gì dân linh chiến sĩ ông bà cô bác chặn dông nơi đây. Già trẻ lớn bé trai gái xuôi chăng là bước về đây ha. Ban phước ban lộc ban tài cho thiện nam tính chủ con nay xin được cái lọc tài trên cái thảy sâm này. Con lọc nghe quý vị. À, đúng ngày đúng tháng đúng năm nha. Lọc trên thảy sâm. Đây. Sâm quý vị. Lọc trên sâm thì các ngài chiến sĩ ở đây ban cho mình cái lọc là con 47 rồi ha. Tất cả quý vị tham khảo cái bộ số này trên kênh Nhân Trần TV. Ngày mai là ngày 8 tháng 12 năm 2021 ha. Đây tôi sẽ quạ ra luôn. Viết lên cho mấy thằng bán chốt số đó quý vị. Thằng cho nó lấy số tôi nó bán. Chứ không gì. Đó. Rồi. Đây, hôm nay tôi viết lên gì cho mấy người ta lớn tuổi quý vị. Cô bác anh chị người ta lớn tuổi cho người ta thấy. Tại vì người ta điện cho tôi quý vị, không viết lên người ta không có nhìn thấy á. Coi tôi qua không à, giờ đâu có nhìn thấy. Thì tôi cũng có nói hết quý vị. Một số anh chị cứ xem, nếu mà thương mến tôi đừng có tô qua quý vị. Xem hết quảng cáo của tôi ha. Để cho YouTube đó quý vị nó trả tiền cho cái clip đó của tôi để tôi có được cái đồng ngân để thỉnh những cái món đồ cúng ha, cũng như có được thêm chút đồng ngân đi đến những cái nơi không linh thiêng tìm tài lộc đến cho tất cả quý vị không. Quý vị thương nhân thì xem đừng có tô qua, xem hết quảng cáo cho nhân ha, thì nhân rất là cảm ơn. Đó thì quý vị hãy tham khảo bộ số này trên kênh Nhân Trần TV trong ngày 8 tháng 12 năm 2021. Ngày thì có miền Nam, miền Trung. Tôi không viết ra nha. Thì ông bà ở đây bữa nay cho dựng 38 miền Trung ngay cái đuôi luôn không. Đêm thì có miền Bắc. Cái lọc là con 08 và con 47 à, quý vị lụm nhân. Trời ơi. Rồi, ngày mai tất cả quý vị ha, tham khảo bộ số này. Thích thì mình lấy lọc, không thích thì mình xem giải trí. Tiền ở trong túi của mình, không có ai xin của mình, và cũng không có ai bắt ép mình. Được không quý vị? Đó. Thì ai có lọc có tài thì tôi quay trở đây tôi trả lễ không, tài lộc về tâm linh đó, thì tôi làm bằng cái tâm ha. Tôi cũng không có xin gì của ai, không lừa đảo của ai cái gì hết ha. Thì ai có lọc có tài thì tôi mừng cho người đó vậy thôi. Thì tôi chỉ xin tất cả quý vị thương mến tôi xem video hãy like cho tôi. Thì cái like đó hoàn toàn miễn phí luôn quý vị, không có tốn gì hết nha. Đó, để làm chi cho cái kênh tôi được đề xuất quý vị, YouTube ha, đề xuất lên cho tất cả bà con cô bác cũng như trong nước ngoài nước gần xa đó, ai cũng được biết đến đó, xem tham khảo cho vui sau những giờ làm việc mệt mỏi. Còn bây giờ thì tôi cũng xin đốt hết giấy tiền và xin viết số lệnh chứng tôi đập ha, đập sau ha. Rồi còn bây giờ tôi cũng khá là mệt quý vị ha. Tối nay tôi đi ba cung nha, thì cung này xong tôi qua bên gốc cây me lại quý vị. Gốc cây me đó thì ngày đầu tiên lại sinh thì cũng có lọc nha, chứ không phải không có. Bên kênh Thiện Nhân Vlog.
Rồi, tất cả quý vị hãy tham khảo những cái bộ số này ha. Rồi, xin chúc cho toàn thể anh chị em cô bác ngày mai ai cũng có lộc có tài. Xin chào và hẹn gặp lại.